Trong lớp học, một cậu công tử nhà giàu đã nạt bạn học của mình, nhưng mà những người ngồi xung quanh đó lại chẳng có ai lên tiếng ngăn cản cậu ta lại, thậm chí còn có người đứng bên cạnh xem trò hay. Họ đang sợ hãi ư? Passaeroi xoa xoa đầu mình, sau đó không hề chần chừ một giây phút nào hết, quay người một cái, rồi cậu đứng phắt dậy. Nhưng vào đúng lúc này, một giọng nữ vang lên bên cạnh cậu. 오지랖도 상황 봐가면서 해. 쟤 누군지 못 들었어. 니네 아빠 회사 회장 아들. Tên tóc vàng này tên là Giang Cư Nuôn. Hắn ta là con trai của tập đoàn Ganga, gia đình hắn ta quyền cao chức trọng. Vì thế mà hắn sống như một vị hoàng đế vậy. Nhưng ai ngờ Saeroyi của chúng ta lại hơi thẳng tính chút. Hơn nữa cậu cũng khá là tàn nhẫn. 그만해. Nhìn thấy cái cảnh này xong, có phải bạn thấy rằng trời ơi sao lại có người ngầu lòi dày? Nhưng mà trong mắt của các bạn học cùng lớp thì cậu đang làm một chuyện rất là khủng bố. Vừa hay khi họ đang chuẩn bị xảy ra tranh chấp thì chủ nhiệm đã đến. Saeroyi nói chuyện vừa xảy ra trong lớp với thầy. Thật đáng tiếc thay là thầy lại có thái độ như thế này. Từ lời mà thầy giáo nói thì chúng ta có thể nhìn ra được thầy cũng rất sợ hắn ta. Vốn cứ tưởng chuyện này đến đây là đã kết thúc, nhưng mà với cái tính khí của Saeroyi thì cậu ta có thể nhẫn nhịn được hay không chứ? Một cú đấm từ dưới bay lên, đấm trúng cái bản mặt kiêu ngạo của tên công tử kia. Có lẽ thầy giáo yếu đuối đó có đánh chết ông ta cũng không biết được rằng cậu thanh trai trẻ này lại khủng bố và quyết đoán bạo lực như vậy. Và rất nhanh sau đó, thầy giáo hồi báo chuyện này lên hội đồng toàn trường. Cương Quân vẫn rất kiêu ngạo ngồi trên ghế lãnh đạo, đứng bên cạnh cúi đầu xin lỗi cậu ta không ngừng. Mà Saeroyi của chúng ta lúc này lại đang bị ông thầy giáo yếu đuối khi nãy đánh cho không ngừng. Đúng là cậy quyền cậy thế mà. Ngay sau đó thì từ bên ngoài có tiếng mở cửa, hóa ra là bố của Cương Quân đến rồi. Đi cùng với ông ta còn có cả bố của Saeroyi. Đương nhiên chẳng ai quan tâm đến quá trình rồi, có quyền có tiền thì phía hội đồng trường trực tiếp định tội cho Saeroyi. Giờ cậu có hai lựa chọn, một là bị đuổi học, hai là quỳ xuống xin lỗi nhận tội. Nhưng ai lại quỳ xuống xin lỗi lũ súc sinh? Bạn có làm được hay không? Đương nhiên là cho dù có chết Saeroyi cũng không làm vậy. Sau cùng thì cậu vẫn bị đuổi học, bố cậu cũng bị đuổi việc khỏi tập đoàn Ganga. Nhưng mà đến cuối cùng, bố cũng không hề trách Saeroyi lấy một câu. Nhưng đây là tâm niệm của một con người, cũng là phẩm chất cao quý khó mà có được. Nhưng mà họ không biết rằng, mặt của chủ tịch giờ đã biến sắc. Một con chó từng hết mực trung thành, giờ đây lại quay lại cắn cho chủ của nó một cái. Ông ta liệu có bỏ qua cho bố của Saeroyi hay không? Bố của Saeroyi giờ đã không còn công việc, hai bố con ở nhà bắt đầu mở một quán nhỏ. Ông ấy mua một chiếc xe máy cũ, sau đó quyết tâm lập nghiệp cùng với con trai mình. Một quán ăn không to không nhỏ nhưng là hạnh phúc của hai bố con. Đúng vào lúc mọi chuyện đang tốt dần lên thì ác mộng lại ập đến. Bố Saeroyi bị tai nạn xe hơi. Khi ông ấy nằm trên đất, giọt nước mắt bằng máu rơi xuống từ đôi mắt đáng thương của ông. Và cứ như vậy bố đã rời xa thế giới đẹp đẽ này. Mà người gây ra tai nạn không ai khác chính là con trai của Ganga Cư Muôn. Sau khi biết được chân tướng vụ việc, Saeroyi phẫn nộ vô cùng. Cậu quyết định tìm đến cái tên vẫn còn nằm trong bệnh viện là Cư Muôn. Không nói không rằng, cậu lên đường quyền với hắn luôn. Một đấm rồi lại đấm nữa, cậu phát tiết hết tất cả mọi phẫn nộ của mình ra. Đúng vào đường quyền then chốt thì bạn của cậu là Soahat đã đuổi đến. Hơn nữa còn đem theo cả cảnh sát. Soahat thật sự sợ rằng Saeroyi trong lúc không tỉnh táo làm ra chuyện không hay. Vì vậy sau khi cậu rời đi, cô đã sớm gọi điện báo cảnh sát. Cậu rõ ràng biết rằng Soahat chỉ vì lo lắng cho mình, nhưng mà đối mặt với kẻ thù giết cha, cậu ấy lại không định từ bỏ. Bàn tay cầm viên đá của cậu không ngừng run rẩy, cậu ấy đã quá tuyệt vọng. Thông qua sự phán quyết của pháp luật, Saeroyi bị phán tội mưu sát không thành công, vì vậy bị nhốt vào trại tạm giam. Còn tên hung thủ giết người thật sự thì chỉ vì ông nhiều tiền của hắn nên đã tìm được kẻ thế thân, nhẹ nhàng thoát khỏi mọi tội danh. Nhìn vào trong căn phòng này, bố của Cương Quân tìm đến Saeroyi để nói chuyện. Ông ta nói rằng nếu như cậu chịu quỳ xuống nhận lỗi xin tha thứ thì ông ấy sẽ tha và giúp cậu ra tù. Đã đến bước này rồi, làm sao mà Saeroyi của chúng ta chịu khuất phục trước một tên đều cắn cơ chứ? Cậu trả lời ông ta một cách đầy bá đạo là ông đây méo thèm. Sau khi giải quyết được Saeroyi, vì để có thể bịt mồm Soahat không cho cô nói ra sự thật, ông chủ đã đưa ra một điều kiện khá hời cho cô. Trên tòa án hôm ấy, cảnh sát thì bị mua chuộc, vì vậy Saeroyi thành công ăn cơm tù 3 năm. Trong những tháng sống trong tù, khi mà cậu vừa mới vào thì đã bị đại ca trong đó bắt cậu quỳ xuống nhận lệnh. Tuy nhiên khi nghĩ về những gì mà mình đã trải qua, nghĩ đến lời tên kia nói rằng bắt cậu quỳ xuống nhận tội, thì tuy mặt cậu đang cười, nhưng thực chất so với khóc còn khó coi hơn. Những ngày tháng tiếp theo, bởi vì sống không hòa hợp nên Saeroyi suốt ngày bị mấy tên đó đánh. Đợi đến khi Soahat đến thăm cậu, mặt cậu đã đầy những vết thương. Nhìn bộ dạng mệt mỏi nhếch nhác của cậu, Soahat cũng cảm thấy rất áy náy. Cô ấy không hề giấu cậu nữa, cô quyết định nói ra sự việc năm đó cô phản bội cậu. Vừa nghe xong lời cô nói, cậu ấy cũng không hề nổi giận, cũng chẳng phát tiết lên. Trong những ngày tháng sống nơi ngục tù, cậu sớm đã nghĩ thông rồi, bắt đầu từ bây giờ
Ước mơ của cậu là trở thành người có thật nhiều tiền. Đối mặt với kẻ thù quyền cao chức trọng, nếu như muốn báo thù thì chỉ có cách duy nhất là có nhiều tiền hơn hắn. Trong suốt 3 năm, mỗi góc trong thư viện ngục tù đều có hình bóng của Saeroyi. Thời gian thoăn thoắt thoi đưa, 5 tháng trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Rất nhanh thì đã đến ngày ra tù. Khi đi trên con đường phố rất lớn đó, cậu cảm thấy thế giới này như không thuộc về mình. Một chàng trai vừa mới ra tù, bởi vì trên người không có một đồng nào cả. Nếu như muốn bắt đầu kế hoạch báo thù thì nhất định phải kiếm được tiền. Vì vậy cậu đến đây là để tạm biệt. Cậu ấy quyết định bắt đầu cuộc sống làm thêm trên thuyền. Hai người bạn đã lâu không gặp điên cuồng suốt cả một đêm. So Ahat uống say rồi, Saeroyi cõng cô về nhà. So Ahat không ngừng nói xin lỗi cậu. Cô nói rằng cuộc sống này quá áp lực. Sau khi cô ấy tốt nghiệp, cô không còn cách nào khác mà vào công ty Ganga làm việc. Saeroyi không hề để ý đến những điều này. Cậu cho rằng So Ahat chỉ là đang cố gắng để sống tiếp thôi. 아빠 보내고 교도소에서 세상 혼자 남았다고 느껴질 때 편지에 적힌 그 문장 하나가 얼마나 힘이 됐는지 몰라. So Ahat ôm chặt lấy tay của Saeroyi. Rất nhanh đã đến nhà của cô. Hai người họ nhìn nhau cười một cái. Saeroyi sắp phải rời khỏi nơi đây rồi. Có chăng là yêu đó? À mà đó có phải là yêu không, giờ đây nhớ nhau thiệt buồn. So Ahat hỏi Saeroyi có muốn qua đêm ở đây không? Nhưng ai ngờ một cậu trai thẳng làm sao mà hiểu được ý tứ đó. Chỉ vội vàng tạm biệt rời đi. Cậu phải bắt đầu cuộc hành trình của mình. Cuộc hành trình này kéo dài đúng 7 năm. Trong 7 năm, So Ahat từ một công nhân viên chức nhỏ đã trở thành quản lý cấp cao. Nhìn bộ dạng đứng diễn thuyết của cô thật sự rất mê người. Trong 7 năm, cũng có rất nhiều người theo đuổi cô, nhưng mà cô đều từ chối hết. Cuộc đời thì thường có nhiều bất ngờ mà. Hôm đó khi đi qua một cái tiệm nhỏ, cô nghe thấy một âm thanh quen thuộc, là Saeroyi đã trở về. Saeroyi sau 7 năm đã đang bắt đầu cuộc báo thù của mình, vì có thể giúp cho nhà hàng của mình mau mau chính thức kinh doanh. Saeroyi không thể không lên phố phát tờ rơi, nhưng mà chưa phát được một lúc, vì để cứu được đứa trẻ nhỏ đang gặp nguy hiểm, anh suýt thì đi tong cả cái mạng ra. Khi mà phụ nữ đủ ngầu thì còn có chuyện gì của đàn ông không? Đối mặt với loại trà xanh như này, đánh luôn ấy. Mẹ của cô gái vừa bị đánh tìm cô tính sổ, cô cũng chẳng thèm phí lời. Cô ấy chính là một cô gái ngầu như dậy đó. Tên của cô ấy là Zhou Yixiu, là một nữ sinh cấp 3. Cô ấy và Saeroyi từng trải qua những chuyện rất giống nhau. Khi ở trường học, đứa nhà giàu đó cậy quyền thế của gia đình mình, sau đó làm những chuyện trái nhân tính trong trường học. Được cái là Yixiu không bốc đồng như Saeroyi. Cô chỉ âm thầm lấy điện thoại ra, sau đó quay lại hết tất cả những gì xảy ra trước mắt. Ai cũng không ngờ được rằng, một cô gái nhìn thì có vẻ bình thường, thực chất lại là blogger nổi tiếng trên mạng. Video này vừa mới đăng lên, lập tức làm mưa làm gió trên mạng. Tường đổ rồi thì cũng do có nhiều người đẩy quá thôi. Tất cả mọi người bắt đầu chửi mắng ầm ĩ. Sau đó thì mẹ của đứa bắt nạt bạn học ấy cũng bị lôi luôn ra, bởi vì không chịu được những gì đang xảy ra. Bà ta tìm đến Yixiu định báo thù, nhưng ai ngờ gậy ông lại đập lưng ông. Nhìn cái gương mặt trước mặt mình, Saeroyi đứng phắt dậy, nhưng bởi vì bị thương quá nặng nên là còn chưa kịp nói câu gì, Saeroyi đã ngã lăn ra đất. Sau khi được đưa đến bệnh viện, Saeroyi cũng tỉnh lại sau cơn mê. Thông qua kết quả kiểm tra, bác sĩ nói rằng lý do bởi vì cậu lao động quá sức nên mới dẫn đến tình trạng như vậy. Do trong tiệm của mình mới mở làm ăn không được tốt lắm, lại trong giai đoạn khai trương nên vừa mới thu dọn hết đồ đạc, Saeroyi đã xuất viện luôn rồi. Vừa mới về đến quán ăn vắng vẻ của mình, thậm chí đến một người khách cũng không có. Cho đến gần đêm, đột nhiên có một tiếng gõ cửa. Trong quán đến những vị khách đầu tiên, không ai ngờ được rằng người bước vào trong quán lại là Yixiu và bạn của cô. Sau khi dặn dò khách hàng kiểm tra chứng minh thư, Saeroyi vội vã chạy ra ngoài, nhưng mà sự qua loa của anh chàng này đã rước đến cả một đại họa. Yixiu dùng chứng minh thư giả. Pháp luật Hàn Quốc quy định chỉ khi bạn đủ 18 tuổi thì mới có thể một mình đến quán ăn ăn cơm uống rượu. Mà cái anh nhân viên kiểm tra chứng minh thư này thì sao? Thật ra anh ta sớm đã nhận ra, nhưng mà bởi vì tình hình làm ăn ở quán vẫn không được tốt, anh ấy quyết định mắt nhắm mắt mở cho qua vụ việc này. Vốn dĩ thì cũng chẳng có ai đi tố cáo gì đâu, cảnh sát cũng không thể tự nhiên mà xông vào được. Nhưng đúng vào lúc này, So Ahat xuất hiện. Cô nhìn những người ăn cơm trong quán, sau đó chỉ trong chốc lát cô đã nhận ra, bởi vì chưa đủ vị tuổi thành niên nên trong quán ăn mà So Ahat quản lý, mấy người bọn họ từng bị đuổi ra một lần. Ai cũng nói là độc ác nhất thì chỉ có phụ nữ mà thôi. Công ty mà So Ahat làm việc chính là tập đoàn ẩm thực Ganga. Saeroyi lại mở tiệm ăn ngay cạnh quán ăn của họ. Điều này làm sao qua mắt được ông già này cơ chứ? 만약 지금 10년 전 그때와 같은 상황이 벌어진다면 어떡할 텐가? 전 장가 사람입니다, 회장님. Chưa qua được một lúc thì cảnh sát đến rồi. Saeroyi khó khăn suốt 7 năm mới mở được cái quán ăn nhỏ, bây giờ lại bị yêu cầu tạm dừng làm ăn. Nhưng mà điều khiến anh ấy không thể ngờ đến là trong mấy đứa chưa đủ vị thành niên đến ăn cơm ở quán, có một đứa là em trai của Cương Nguồn. Tất cả ký ức trong chốc lát ùa về. Nếu như là bạn thì khi kẻ thù xuất hiện trước mặt mình, bạn có nhẫn nhịn được không? Tôi đã 6 năm rồi. 15년짜리니까.